Hello hello, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đến channel của mình là Tarome Anime. Ok anh em ha, lại bắt đầu với một trận đấu liên quân nhé anh em. Let's go. Và hôm nay mình sẽ cầm vị tướng Ignis Hỏa Thuật Sư anh em à. Ông già này rất là khỏe nha anh em. Nếu như theo mình đánh giá hiện tại ở mùa hiện tại nha, thì với mình á, thì với mình là một vị tướng trải mình là một người trải nghiệm rất nhiều vị tướng, thì mình đánh giá rằng là gì, Ignis là vị tướng mạnh. Và tại sao nó mạnh thì anh em cùng đón xem với mình trong video này nhé. Let's go. Ok, thì với mình thì trận đấu này mình sẽ đối đầu với Creasy. Ok, thì anh em cũng hiểu là Creasy là một tướng đi đường mid khá là ổn, so với lại cái là nó vừa có khả năng CC này, vừa có khả năng dọn rip tốt và có khả năng gọi là trụ lane khá là ổn anh em ạ. Và ok, thì với mình trận đấu này thì mình cầm Ignis. Ok, thì anh em cũng hiểu rõ rằng là Ignis là một tướng á, là clear rip khá ổn và có khả năng CC tốt. Nhưng mà với mình á, thì CC của Ignis á, nó không khó chịu bằng CC của con Creasy. Cứ nghĩa là muốn để tạo được cái bộ CC của Ignis á, thì anh em bắt buộc phải dùng chiêu gì? Anh em phải dùng chiêu một trước, điển hình như trong tình huống này đi. Đó, trong tình huống này thì mình phải dùng gì? Đó, anh em thấy không? Mình phải đặt chiêu 2, bởi vì sao? Mình không có cơ hội để mình tung chiêu 1 và mình tung chiêu 2 tạo thành một combo choáng khó chịu anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Tim địch khi mà đó, anh em nhìn đó ra, đó là combo choáng. Nhưng mà cái choáng của con Ignis này nó khá là ít, và cái việc choáng của nó rất là chớp nhoáng anh em ạ. Và cái choáng này nè, nó sẽ rất là lợi thế. Thì đây là một tình huống rất là hay đến từ ba đâm của team mình anh em ạ. Quá là lợi thế luôn. Và trận đấu này mình đang cầm bản ngọc, đó là bản ngọc quảng ngọc mà tinh linh anh em. Đó, bản ngọc này thì khá là ngon. Ui da, hơi tiếc nhẹ khi mà không tiêu diệt được Creasy anh em ạ. Và cái quả này mà có thêm một tí đam nữa là ngon rồi, nhưng mà hơi tiếc nhẹ anh em ơi. Ok, không sao cả. Bây giờ mình phải về lại lên nick để mình ghép anh em ạ. Thì thực sự nha, với mình nha, thì có Ignis này, anh em nên lên cho mình món đồ đầu tiên á, thì cái món đồ mình khuyến khích sau khi rất nhiều trận. Trận đấu này chỉ là trận đấu mô phỏng của mình thôi, để cho anh em thấy được cái sức mạnh của Ignis anh em ạ. Thì mình khuyên lời khuyên đầu tiên á, anh em lên cho mình cái Phượng Hoàng Lệ. Tại sao lại là món Phượng Hoàng Lệ? Ây da, cái pha này bên làm gì? Bên muốn găng à? Làm sao mà găng được tôi? Tôi là tôi có nhiều chiêu lắm. Thứ nhất, chiêu 1 tăng tốc độ chạy. Chiêu 2, khi mà mình tung trúng chiêu 1 về vào bên thì mình sẽ được, và bên sẽ bị choáng anh em ạ. Rất là lợi thế luôn, cho nên là mình không có sợ gì bên hết. Tuy nhiên bên đầu game thì sắp có thể sắp trước mình, nhưng mà tỷ lệ thấp đó. Ui da, pha này là gì đây? Pha này là một pha nó là khá là cồng kềnh từ rừng của team mình anh em ạ. Ok, nhưng không sao. Ok, cái tình huống này rừng team bạn đã găng ở trên rồi, thì bây giờ team mình nó sẽ áp lực phía dưới anh em. Ây da, cái quả này quá hay luôn, quả ức lòng đứng double từ ba đôm anh em ạ, quá là lợi thế luôn. Ây da, hơi tiếc nhẹ, ở đây mà mình có chiêu cuối là rất là tuyệt vời luôn rồi. Nhưng mà tuy nhiên hơi tiếc nhẹ một xíu, có chiêu cuối là một combo là phi cả hai đứa. Hay quá, rừng của team mình đã vét được mạng thứ hai rồi. Đó, quá là ngon luôn. Bây giờ mình đứng đây mình canh nè. Đó, mình hỗ trợ AD mình. Ây da, cái quả này AD bị chết đã ta. Hơi tiếc nhẹ nhờ. Ây da, không đủ đam nhờ. Tiếc quá đi. Ui da, thì thật ra anh em thấy không, cái bộ combo của con Ignis này rất là dễ chịu luôn. Lộn, cái bộ combo của Ignis này rất là khó chịu luôn. Sorry lộn, khó chịu, ý là mình nói là dễ chơi và nó khó chịu anh em à. Và tại sao mình nói nó khó chịu? Đầu game anh em tưởng tượng đi, với một vị tướng có khả năng gọi là clear rip tốt, thì hiện tại cái meta hiện tại của cái game mà của Liên Quân này, thì nó cần mình làm gì? Thứ nhất, nó cần mình clear rip nhanh nhất có thể để đảo găng liên tục. Như không phải như hồi xưa là anh em hay trụ lane lại, thì bây giờ cái meta hiện tại là anh em phải đi đảo găng rất là nhiều. Và việc mà đảo găng nhiều á, nó tạo cái lợi thế rất lớn cho team mình, và nó giúp cho team mình nó có nhiều cái gọi là bước ngoặt trong trận đấu tốt hơn. Ví dụ như mình găng ở trên top mà anh em thấy không, rừng của team bạn liên tục găng ở trên top và liên tục có mạng từ top anh em ạ. Cái trận đấu này mình thấy là khá là khó khăn nha, bởi vì sao, top bị solo kill, top bị găng liên tục. Ây da, cái pha này mình bắt được, pha này mình chắc chắn là mình có thể bắt được nha anh em. Quá là ok luôn, tại vì tầm này mà mình có tinh linh nữa thì du sức qua cầu anh em ạ. Quá là ok luôn đó. Thì cái việc gọi là của Ignis này nè, lời khuyên thứ hai của mình á, là khi anh em chơi của Ignis này, anh em nên thật sự giữ vị trí. Anh em mặc kệ đi, nó không phải là một vị tướng lao vào nhiều, nó gọi là một vị tướng phải xả chiêu tốt, phải canh chiêu tốt, chứ không thể nào mà xả chiêu bừa được. Cái con này á, nó bị một cái nhược điểm rất lớn á, là ví dụ Creasy đi,
anh em có thể là ví dụ như là anh em dễ dàng tung một combo gọi là sốc chết cho địch đúng không? Nhưng mà con ít nhất này nè, nó combo nó hơi rườm rà một xíu, là phải chiêu 1, chiêu 2, hoặc chiêu 2, chiêu 1, xong chiêu 3 chẳng hạn vậy, để tạo một cái gọi là một cái bộ combo nó mạnh á. Đó thì nó khá là rườm rà, nhưng khi anh em đã quen chơi con ít nhất này nè thì anh em sẽ hiểu tại sao con ít nhất này nó khỏe như thế nào anh em ạ. Thì với mình cá nhân, nhưng mình đã chơi ít nhất từ cái mùa đầu tiên khi mà Ignis nó được ra mắt anh em à, thì lúc đó cái phiên bản đầu tiên của Ignis nó mạnh khủng khiếp luôn anh em ơi, nó mạnh. Nhưng mà với nhiều người á, thì anh em khi mà nhiều người bắt đầu chơi Ignis á thì họ chê là sao Ignis nó yếu quá vậy. Thì về căn bản á thì nhiều bạn á sẽ nhận ra là gì, có Ignis này sau khi nhiều đợt chỉnh sửa tới phiên bản hiện tại á thì nó lại không còn là đậm chất vị tướng pháp sư hồi xưa nữa, mà nó lại trở thành là vị tướng pháp sư đánh tay anh em à. Nó hơi dị một xíu nhưng mà nó lại mạnh anh em ơi. Đó. sorry mấy bạn xíu nha, mình đang còn mình bị ốm á, nên là thành ra là mình còn hơi mệt trong người anh em. Nhưng mà cũng cảm ơn anh em, nếu anh em đang xem clip của mình thì cũng cảm ơn cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Nếu thấy hay để lại cho mình một like, một subscribe, một share nhé anh em. Ok thì quay trở lại là con Ignis này á, thì là nó hồi xưa á, là cái phiên bản đầu tiên của nó là cái chiêu 2 á, là choáng 2 ở đâu. Chiêu mình còn nhớ là hồi đầu tiên á, chiêu 1 choáng ở chiêu 2 choáng khá lâu, và combo của Ignis cũng dễ combo hơn. Nhưng mà nó cũng khá là giống như bây giờ, nhưng mà đổi lại là chiêu cuối có sát thương chuẩn anh em. Anh em không nghe nhầm đâu. Sát thương chuẩn là anh em biết cái từ cái chiêu cuối này nó tầm toàn 2-3k đam, mà anh em biết anh em cứ thả ở cái chiêu xa một cái là anh em tự nhiên tem địch bốc hơi à. Và hồi xưa con này rất dễ ăn triple kill, và ăn rất dễ ăn triple kill, quadra kill và cả mega kill anh em ạ. Rất là mạnh luôn. Tuy nhiên sau một đợt chỉnh sửa, hình như là mình nhớ là nó nép của ít nhất lại. Sau đó là người ta, bản thân mình cũng không chơi ít nhất lại luôn. Mình lên được con ít nhất bậc S này là từ cái lúc mà ít nhất nó mới ra và chơi cũng được cái thời gian đầu á, rất là ok luôn. Mình lên thông thạo A, sau một thời gian mình chơi là mình lên thông thạo S, và lúc sau là mình không còn chơi ít nhất nữa mà mình chơi rất nhiều vị tướng. Thì trong đó có vị tướng Jhina anh em à. Nhưng mà bây giờ thì thầy sư là bây giờ mình cho vô dĩ vãng rồi anh em à. Anh em phải hiểu như vậy, là anh em hiểu là mình hiểu cái chất tướng và mình biết cái chất tướng chơi như thế nào anh em à. Đó, em thấy không, càng có ít nhất này á, bản thân của nó cái bộ skill của nó cảm thấy nó là trâu, mà hồi xưa nó rất là trâu luôn. Bây giờ là nó bớt trâu hơn rồi nè, chứ hồi xưa nó còn trâu điên. Bây giờ cái chiêu 2, cái chiêu 1 của nó giúp tăng tốc độ chạy nè, tăng tốc độ đánh phải. Mình nhớ không là tăng tốc độ chạy, tăng tốc độ đánh rất ok luôn. Thì em nghĩ đi, nó không còn là một pháp sư thuần nữa, thì bắt buộc anh em phải lên những cái phù chú, lên anh em phải lên những cái phù hiệu như thế nào. Mình cảm thấy cái bộ phù hiệu tốt nhất à, cái trận đấu này á thì mình lên cho mình là cái rìu Hyuga, là cái rìu băng anh em, là búa băng á, thì là giúp đánh chậm. Thì thật sự nha, với mình khi mình test rất nhiều trận rồi á, thì mình cảm nhận là con ít nhất này lên cái búa băng này thì nó gọi là pháo phinh á, gọi là nó mạnh á. Nhưng mà nó chỉ thuộc dạng gọi là đó, anh em thấy không, tôi đánh tay nhiều á, tôi mạnh á. Nhưng thay vì anh em lên cái búa băng này, anh em lên cho mình một món đồ đam, điển hình như là ví dụ món đồ đầu tiên anh em lên cho mình á là cái món thập tự kiếm, là cái món tăng tốc độ đánh á, cái món tăng tốc độ đánh của sát thương phép á. Sau đó anh em lên cho mình cái món đồ xuyên giáp phép, là món cái trượng xuyên giáp, hoặc là cái quyển sách xuyên giáp. Một trong hai món đó, món nào cũng được hết. Cái món đồ thứ ba mình khuyến khích lên á, đó là món gì ta, là món băng nhẫn Skadi. Anh em nghe thấy lạ đúng không, tại sao lại lên băng nhẫn Skadi? Tại vì cái tầm đây nè, mình sẽ nói là ưu điểm của ý là gì, spam chiêu rất nhiều, tạo lợi thế trong team rất là nhiều, và có khả năng CC đột biến rất là ảo luôn nha anh em. Hiện tức là nó không ảo được như Greasy, nhưng nó sẽ rất là bất ngờ, kiểu như anh em kiểu như team địch á nghĩ là ví dụ nó tung chiêu một ra rồi tản ra chẳng hạn vậy. Ví dụ đó là cái lợi thế khi mà ví dụ mình có thể dễ dàng CC một đứa hoặc nhiều đứa, nó rất là ngon. Tuy nhiên ví dụ như là Greasy đi thì đôi lúc anh em chỉ có thể dễ dàng CC được một đứa thôi. Ví dụ Ignis thì cái khả năng CC của nó diện rộng hơn. Thì pha này Murat làm sao chạy được anh em ơi, tầm này là Murat chỉ bắt về thôi. Ây da, không mà thằng Murat này cũng kỳ thế nhờ. Quả này team mình đang lao lên khá là cao anh em mà. Đó, nhưng không sao hết. Thứ nhất là gì, team mình có Omen,
Omen lên tăng nè anh em. Đó là ok, có ba đùm, có Omen và mình rất dễ dàng để xả sát thương, liên tục đánh kêu phù hiệu tinh linh để gây được cái lần sát thương chuẩn nha anh em ạ. Rất là bá, rất là ok luôn. Đó, thì sau khi mình trải nghiệm rất nhiều phù hiệu rồi nha, thì mình đánh giá cái phù hiệu tinh linh này nè, nó sẽ rất hợp với cái việc mà có ít nick này nè. Anh em lên cho mình cái thằng tự kiếm. Còn nếu anh em lên cho mình cái kiểu như anh em lên đồ full dam ở kiểu như full combo xả dam từ xa á, thì anh em lên cho mình cái phù hiệu là cái phù hiệu thánh thuẫn, hoặc là những phù hiệu gọi là điển hình như gì cái gì ta, phù hiệu thánh thuẫn nè, phù hiệu mà nổ dam á, phù hiệu mà trường bùng nổ mini á, mình hay gọi là trường bùng nổ mini á, thì nó sẽ ok. Đó là kiểu như anh em sốc dam anh em. Nhưng mà với mình nha, thì khi mình chơi rất nhiều trận ít nhất hiện tại, thì tổng quan cảm nhận của mình á, thì cái việc ít nhất cầm phù hiệu tinh linh này nó khá là mạnh anh em ạ. Nếu anh em mà chưa chơi và chưa trải nghiệm của ít nhất, mình quên mất, ví dụ như là team mình quên mất là gì, quên nói một yếu tố là trong những cái lối trang bị của anh em á, là khi mình lên cái băng đẳng Skadi á, là mình sẽ vừa tăng cho anh em rất là ngon. Và cái món đồ anh em nên lên nha, thứ nhất tại sao lại nên lên, đó là món sách tri hồn. Cái sách tri hồn này đồng ý, khi mà anh em lên á, nó gần như là nó khá là nó không có mạnh lắm, về căn bản là nó không tăng được cái lượng sát thương, nên nó tăng được cái gọi là cái sự đột biến nhiều. Nhưng cái món sách tri hồn này nó sẽ giúp cho team bạn nó giảm khả năng hồi phục điện, mà đặc biệt nha, cái tụi AD á, tụi nó rất hay lên những món đồ hút máu. Mà anh em biết rồi đó, tụi nó hút máu một hồi á, là anh em khi mà vào combat ngược lại á, anh em sẽ rất khó để đánh bật lại team bạn. Nên cái sách tri hồn á, tuy nó không tăng nhiều dam cho ít nick, nhưng đổi lại là gì, nó sẽ mang lại một cái lợi thế lớn cho việc gọi là ít nick mà. Nó gọi là con cứ spam skill mà. Đó, cứ spam skill thôi. Tại vì sao? Nó spam skill và bản thân của nó hay nè, cái pha này team mình xử lý rất là hay. Và anh em nhìn nha, anh em nhìn kỹ nha, tung chiêu 1, tung chiêu 2 và full combo anh em ạ. Gần như AD team bạn không thể không nên đánh được anh em ơi. Đó, pha này là của ta rất là, pha này là tuy mình bỏ màn ở đây nhưng đổi lại là gì, team mình nó cũng đang có cái lợi thế gọi là đang là ép lên đến từ Omen anh em ạ. Hy vọng là Omen có thể ép được cái trụ này. Đó, thì con như mình nói rồi á, là con tại sao mà một trong một video á, mình nói rất là nhiều. Thứ nhất là video á, nó chỉ có mười mấy phút thôi, cho nên là mình muốn truyền đạt, mình muốn chia sẻ những cái thông tin gọi là mình hiểu biết về game, để cho mọi người có thể cảm nhận và hiểu rõ là mình cùng nhau chia sẻ, mình cùng nhau trải nghiệm được con game, chứ không phải là mình thể hiện là ta đây là nó giỏi, ta đây là pro VIP hay này nọ này kia. Không, mình nói thiệt anh em nha, những trận đấu mình quay á, đôi lúc anh em sẽ nhìn thấy rằng là gì, nó không hề nó dễ dàng nha anh em. Thấy anh em xem những cái clip ở trên YouTube á, anh em thấy á, nhiều ông á đánh những cái trận đấu nó rất là nhanh, rất là gọn ghẽ, là gì gọi là mình gọi là highlight này lại mà mấy bạn thấy trong những clip của mình, đồng ý highlight nó không được nhiều nhưng cái độ hiệu quả nó cao. Tại sao mình lại chọn những vị tướng này, tại sao mình lại cảm thấy là vị tướng này nó yếu hay mạnh gì đó, những cái nhận định của mình về những cái trải nghiệm tướng này nọ kia, thì mình muốn mang lại cho một cái cộng đồng nó vui vẻ, cộng đồng gọi là chơi game nó thú vị, chứ không phải là mang lại một cái cộng đồng nó tôn xích anh em ạ. Đó, anh em biết là chơi một con game mà tự nhiên mà ai cũng gọi là chửi bới rồi ai cũng hơn thua nhau á, cũng không có gì nó hay ho hết đó. Thì thà ví dụ mình hơn thua nhau người ta như vậy á, thì mình nên học hỏi từ người ta, đúng không? Tại sao mình cũng vẫn học hỏi từ những cái thủ chuyên nghiệp của nhận vậy? Bởi vì sao? Họ đánh hay, tại sao họ lại lên đồ vậy? Tại sao họ lại chọn ít nick, đúng không? Đó, thì mình học hỏi theo. Đó, thì cũng là cái con vị tướng ít nick là cái hồi đầu mình chơi, hồi đó là chả có ma nào chơi đâu. Nói thiệt luôn á, hồi đó là không một ma nào chơi con ít nick này luôn á. Tới bây giờ nha, thật sự là tới cái giai đoạn mà ít nick được chỉnh sửa lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư vậy á, là lúc đó có người bắt đầu chơi nha anh em. Đó, cái thời điểm đầu á, rất ít ai mang một ít nick màu răng. Và mình cảm nhận là mình ví dụ mình đánh khoảng 10 trận đi, thì chắc là 10 trận đó mình cầm ít nick thì là chả có ma nào cầm ít nick luôn anh em à. Đó, hồi xưa meta lạ lắm. Đó, bây giờ thì mọi người đã biết chơi game nhiều hơn, mọi người đã biết sử dụng đa dạng vị tướng hơn, người ta không còn bó buộc với một vài vị tướng nữa, thì mình đánh giá rất là cao luôn. Và mình rất ủng hộ các bạn là nên chơi trải nghiệm nhiều vị tướng. Nhưng khi mấy bạn đánh răng á, thì mấy bạn nên tập trung vô những vị tướng nào mình đánh được, mình hiệu quả được. Mình đừng có vì gọi là kiểu như là ta thật là tết vậy á. Nhưng không, ví dụ như là mình đánh răng á, hiện tại ở những vị trí mình dễ chơi thì mid, mình hay chơi ít nick này,
mình hay chơi Vera này, hay mình hay chơi Ignis Vera rồi một số vị tướng nữa, nhưng mà gọi là mình không thạo nhưng mình có thể xử lý được một vài tình huống từ những vị tướng đó. Nhưng những vị tướng mình sẽ không sử dụng, điển hình như đây là gì, Jata này, hay là Tulen. Không phải là Tulen yếu, mà bởi vì là gì, con Tulen nó không hợp với lại lối chơi của mình đó. Anh em quan trọng nhất là gì, tướng phải phù hợp lối chơi của mình anh em ạ. Đó thì bây giờ là gì đó, anh em thấy không, việc anh em thạo một vị tướng như mình đi đó, nằm tự nhiên mình tay mình tự nhiên mình không phải, là ví dụ người ta có ban mình con Vera đi, thì mình cũng không có ít nhất để chơi chẳng hạn vậy. Đó, không phải anh em chỉ chơi một lane mid đâu, mà anh em phải chơi nhiều lane. Chỉ có đúng là cái lane này mình không chơi được. Ôi da, cái tình huống này khó nha. Team mình để mất Caesar là một cái tình huống rất là xấu nha, thiệt luôn á. Vừa mất cái đường dưới, trận đấu này sẽ là một trận đấu khá là căng anh em à. Tại vì sao, khi mà team mình mất cái đường mega ở dưới này, và đồng thời thì mất con Caesar, là trong một cái thế khó khăn này. Thứ nhất là gì, bắt buộc là anh em sẽ thấy được rõ là con Ignis này nó sẽ hiệu quả như thế nào. Thứ nhất, con Ignis này nó đếp nhà rất tốt, nó là một vị tướng đẹp, nó là một vị tướng đẹp nhà rất khỏe, và nó gọi là trong những tình huống xấu á, nó vẫn có thể xử lý được tốt anh em ạ. À, đó, em thấy không, lúc này này team mình đã mất đi một đồng đội này, cũng là một cái trận rất là xấu luôn. Và đổi lại là gì, bây giờ bắt buộc mình phải đép anh em ạ. À, không có cách nào mà có thể cứu được cái không thể nào mà kiểu dấn lên cao mà gọi là ép ngược lại người ta được đó anh em thấy không. Thứ nhất là gì, Aya cái tay này ban chủ quan hả anh em đó. Nói chung là gì, tới cái tầm này á thì anh em nên bình tĩnh hết sức. Khi mà trong những cái thế bí vậy nè, đừng vội mà bờ lem team mình anh em à. Có những bạn thực sự là ví dụ mấy bạn không giữ được cái đầu lạnh, thì khi những cái tình huống mà mình bị kiểu như bị thua thế này, rất là hay chửi là gì, à mít dở, rừng gà hay là này nọ này kia. Thực sự là không ai muốn cái tình huống nó xử lý xảy, không ai muốn cái tình huống nó xảy ra hết. Ai cũng muốn cùng cái game thắng, thì team bạn cũng vậy, cũng muốn một cái team game thắng này. Thì đó anh em thấy không, thứ nhất AD trận này team mình đánh là gọi là bị cam khá là nhiều này. Đó gọi là rất khó để chơi game, thì mình rất thông cảm với bạn AD. Thì con đây là đi, tôi nói anh em nha, cái con AD của cái con Ignis này là một trong những con á gọi là gì, khi AD bạn phế thì chưa chắc là game nó đã thua. Bởi vì sao, Ignis một khi á mà đã được farm và đã được có đồ á, và khi mà team mình đã dồn hết mọi thứ ngoài Ignis này ra này, thì gần như á là không thể nào mà Ignis có thể gọi là cái trận mà Ignis nó có thể thua anh em ạ. Đây ha, hay ra cái pha này đúng là bên đánh khá là chí anh em ạ. Tuy nhiên mình cũng nhắc lại là gì, lối lên đồ đầu tiên á, thì mình khuyến khích anh em á là món đầu tiên anh em lên cho mình là gì, Phượng Hoàng Lệ. Nó sẽ giúp anh em giải quyết được cái vấn đề giai đoạn từ level 1 đến level tầm anh em mà lên được Phượng Hoàng Lệ, anh em phải lên được tầm level 3, level 4 đúng không? Thì anh em sẽ giải quyết được toàn từ level 4 cho đến level 13, 14. Và sau khi anh em đủ được cái món đồ, sau khi anh em lên được anh em full được cái level cái cấp đó, hay nha, pha này tu lên, pha này tu lên xử lý rất là hay nè. Đó, bắt lẻ được team địch là gọi là một cái gọi là bây giờ là tới lúc gọi là đột biến anh em ạ. Cái tình huống cuối cùng là phải đột biến anh em. Rồi, thì mình quay lại về cái lối lên đồ. Là đầu tiên Phụ Hoàng Lệ sẽ lên từ level 4 đến level 13 và tiếp tục giữ cho đến khi nào mà anh em cảm thấy rằng là gì, không lên cho mình cái món đồ nâng cấp của Phụ Hoàng Lệ nha. Bởi vì sao, thứ nhất Ignis nó chỉ cần cái Phụ Hoàng Lệ để giúp cái khả năng trụ lên tốt anh em ạ. À, đó, món đồ tiếp theo thứ hai đó là mình khuyến khích anh em lên cho mình là cái sách tri hồn, hoặc là một món đồ xuyên nhắc phép. Thì một trong hai món đồ xuyên nhắc phép anh em có thể chọn và anh em có thể lên anh em ạ. À, đó, rồi món đồ thứ ba thì anh em linh hoạt, anh em lên cho mình sách tri hồn. Và anh em ngồi đây là gì, anh em lên cho mình, nếu như anh em cầm phù hiệu tinh linh thì món đồ thứ ba mình khuyến khích anh em lên cho mình là món đồ gọi là cái món thập tử kiếm, nó sẽ rất là ngon anh em ạ. Ngay da một pha này hay đến từ ba đôm anh em ạ. Đó, và đây là một pha gọi là ấm lòng tuyệt vời luôn anh em ơi. Trận đấu này là rất là may mắn khi mà có ba đôm gọi là xử lý kèo rất là tốt anh em ạ. Đó, thì không cần ba đôm làm gì hết, chỉ là ấm lòng đẹp và mình bung chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 3 dứt điểm kẻ địch, easy game anh em ạ.
Tại cái tầm này thì ok rồi, tầm này thì gọi là team mình đang có lợi thế. Nhưng mà bên team địch đang có, đang muốn đẩy lẻ anh em à. Mình phải về ngay lập tức anh em ơi. Cái tình huống này mà nếu như không về kịp, chắc chắn là gì, bên sẽ đẩy và mình sẽ, và trận này mình sẽ thua anh em à. Đó, thì tốt nhất là gì, mình không cần quan tâm ai hết. Đó, anh thấy không, bên phút tung ulti làm gì đây, làm gì đây, khi trong khi đó mình đã có món, mình đã có một món đồ đó chính là băng mẫn Skadi anh em à. Món đồ băng mẫn Skadi á, nó cực kỳ ngon với lại ít nhất anh em à. Tại sao? Về căn bản băng ngẩn Skadi nó tăng cho anh em giáp và giáp phép rất là nhiều khi mà anh em lên cái lượng anh em lên cái lượng phép rất là cao, và đồng thời gì nó vừa giúp cho ít nhất gọi là có khả năng spam skill, và khi mà kiểu như là dùng bụi tinh linh này đánh nhau trực tiếp một một là gần như là không ngán luôn anh em ơi. Đó rồi, đó cái món đồ, cái món đồ thứ tư các em lên đó là món băng ngẩn Skadi, và món đồ thứ năm mình khuyến khích anh em lên đó là một một món đồ, nói chung là tùy theo tình, tùy theo trận, tùy theo trận đấu nha anh em. Ví dụ như team địch nó có quá nhiều người sát thương anh em ạ, thì anh em lên cho mình cái búa băng cũng rất là ngon anh em. Đó, cái búa băng đó anh em sẽ phát huy tác dụng một thứ nhất, bây giờ là team địch nó có rất nhiều sát thương, nó sát thương tổng hợp rất là mạnh luôn đó, và coi như là trận đấu này trận đấu finish rồi. Ok, thì đó là end game đơn giản, cái đây là win game rồi. Thì đó, nói chung là anh em trải nghiệm game thì anh em cùng cùng nhau chia sẻ và góp ý để cho cái cộng đồng nó càng làm mạnh hơn nha anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye.